cái tắt thở của ông Trọng, củi đang cháy dở, vui như chảy hội. Ông Nguyễn Phú Trọng được xem là chủ của lò đốt tham nhũng. Trong 13 năm cầm quyền, ông khiến không ít người phải ôm hận. Hàng trăm quan chức lớn nhỏ bị quẳng vào lò, trong đó từng có những thanh củi gộc trong Bộ Chính trị. Thanh củi gộc nhất gần đây được nhiều người quan tâm, đó là ông Lê Thanh Hải. Lễ tang tổng trọng của ông Nguyễn Tấn Dũng, cựu thủ tướng, và ông Lê Thanh Hải, cựu bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh đến dự. Ông Nguyễn Tấn Dũng là thanh củi không thể cháy trong lò ông Trọng, còn Lê Thanh Hải là thanh củi đang cháy dở. Có lẽ ông Trọng chết đi, không ai mừng bằng Nguyễn Tấn Dũng và Lê Thanh Hải. Nguyễn Tấn Dũng có nhiều mối thâm thù với ông Tổng, còn Lê Thanh Hải thì đang bị Tổng Trọng lên danh sách đen. Mặc dù lò vẫn cháy rực sau khi Tổng Trọng ngã xuống, nhưng xem ra ông Lê Thanh Hải đã thoát khỏi ngọn lửa của lò. Nguyên nhân là lò đã đổi chủ thì mục đích đốt lò cũng khác đi. Ông Trọng đốt lò vừa với mục đích thanh trừng, vừa mục đích làm sạch đảng, theo cách mà ông nghĩ. Trong khi đó, Tô Lâm đốt lò không vì mục đích làm trong sạch đảng, mà chỉ có mục đích duy nhất, đấy là thanh trừng những kẻ không cùng phe nhóm với mình. Tô Lâm sẽ ưu tiên việc thanh trừng đối với những người mà ông ta cho là có nguy cơ đe dọa nhóm lợi ích Hưng Yên của ông. Chính vì thế, quan chức về hưu đã không có ý cấu kết với thế lực khác để tranh giành với nhóm Hưng Yên như Lê Thanh Hải, thì Tô Lâm sẽ gác lại. Tô Lâm đang dồn lực đánh nhóm Nghệ An và Hà Tĩnh, hai nhóm đe dọa thế độc tôn của nhóm Hưng Yên hiện nay. Khi còn sống, ông Nguyễn Phú Trọng đã nhiều lần muốn tóm Lê Thanh Hải, nhưng bất thành. Vào năm 2018, ông Trọng đã cho khui vụ án Thủ Thiêm vừa truy bản đồ gốc để bứng nhóm Lê Thanh Hải, Lê Hoàng Quân và Nguyễn Văn Đùa. Tuy nhiên, bằng cách nào đấy, Lê Thanh Hải đã cho đàn em làm biến mất bản đồ gốc, khiến thanh tra gặp khó khăn trong việc xác định sai phạm. Đến năm 2019, ông Trọng cho Tô Lâm vào Sài Gòn để bắt Lê Tấn Hùng là em trai của Lê Thanh Hải ra Hà Nội để mà khai thác. Tuy nhiên, kết quả lại không thể cậy ra được gì từ cái miệng của em ông trùm đất Sài Gòn. Lần thứ ba vào đầu năm 2024, ông Trọng cho Ủy ban Kiểm tra Trung ương xới lại những sai phạm của ông Lê Thanh Hải. Đây được xem là lần ông Trọng quyết tóm cho bằng được Lê Thanh Hải. Nhưng rồi ngay lúc ấy, Tô Lâm tạo phản, khiến cho Ủy ban Kiểm tra Trung ương chỉ xử lý Lê Thanh Hải về mặt đảng, còn phần pháp luật xem như Lê Thanh Hải đã thoát. Với những ân oán như vậy, có lẽ Lê Thanh Hải là người rất vui khi ông Nguyễn Phú Trọng nhắm mắt. Trong đám tang, ông Hải không công khai bày tỏ vui mừng như Nguyễn Tấn Dũng, nhưng rõ ràng ông Hai Nhật đã thoát được mối đe dọa lớn khi ông Trọng đột nhiên chết đi. Lò dưới thời Tô Lâm vì không còn mục đích làm sạch đảng nữa, thì rõ ràng những quan chức ăn bạo mà ăn phận thủ thường, không tham gia vào các nhóm quyền lực lớn để đấu với nhóm Hưng Yên, thì có thể an tâm. Lò đổi chủ thì luật chơi cũng đổi theo. Ông Nguyễn Phú Trọng là người giáo điều, cả đời ông tập trung vào lý tưởng cộng sản, và ông tin rằng ông làm sạch đảng sẽ giúp cho chủ nghĩa xã hội thành công. Còn Tô Lâm thì không có lòng tin ngây thơ như vậy. Đối với Tô Lâm chỉ có sức mạnh cứng, sức mạnh từ nòng súng. Tô Lâm cũng không cần phải xây dựng hình ảnh của một tổng bí thư thanh liêm, mà chỉ tập trung xây dựng hình ảnh một bạo chúa. Chỉ cần nhắc đến tên thì bất kỳ thế lực nào cũng phải khiếp sợ. Lò lọt vào tay Tô Lâm, lửa vẫn cháy bùng bùng, nhưng một số kẻ an phận thủ thường có thể an tâm ăn của dân, không chừa một thứ gì. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo.de với bản tin cái tắt thở của ông Trọng, củi đang cháy dở, vui như chảy hội. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn, hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa Thời báo.de. Tham vọng của Tổng Trọng bị đổ vỡ, từ đức trị hóa thành công an trị. Tuy nhà nước của Đảng Cộng sản Việt Nam vẫn hô hào khẩu hiệu rằng họ là nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, cái đuôi xã hội chủ nghĩa được xác định là hoang tưởng. Tuy nhiên, pháp quyền không phải là hoang tưởng, mà là một mô hình nhà nước đã và đang tồn tại
khá phổ biến trên thế giới. Những nhà nước bị đảng chụp mũ là tư bản dễ chết hoặc tư bản bóc lột, đa số đều là nhà nước pháp quyền. Trong một nhà nước pháp quyền, luật pháp được thượng tôn và nhà nước là công cụ của luật pháp. Còn với Việt Nam, luật pháp là công cụ của đảng, không có thứ luật nào có thể đứng trên bộ chính trị, là tổ chức siêu quyền lực đạp lên trên mọi loại luật pháp. Đã độc tài toàn trị thì không thể có pháp quyền, bởi vậy đây là hai thể chế đối lập với nhau. Tuy nhiên, với bản chất lừa bịp nên đảng vẫn giao giảng về nhà nước pháp quyền để mà du ngủ toàn dân, để họ lên giọng đạo đức và bắt dân phải biết ơn đảng. Nhà nước pháp quyền là mục đích mà mọi đất nước trên thế giới này đều hướng đến và rất nhiều quốc gia đã có được. Tuy nhiên, đây lại là giấc mơ xa vời với người dân Việt Nam. Ở Việt Nam, pháp quyền chỉ tồn tại dưới dạng khẩu hiệu mà không có giá trị thực tế nào. Có thể nói, ngày nào chưa giải thể Đảng Cộng sản thì ngày đó Việt Nam chưa thể có nhà nước pháp quyền. Người Cộng sản không có định hướng, không có chiến lược hiệu quả nào để xây dựng đất nước, mặc dù miệng họ vẫn ra giả định hướng và chiến lược. Nghĩa là họ mù lòa không thấy hướng đi nhưng vẫn tự vỗ là ngực sáng suốt, rồi dẫn dắt đất nước đi vào ngõ cụt bế tắc. Ví dụ như năm 2006, họ đặt mục tiêu đến năm 2020, Việt Nam cơ bản thành nước công nghiệp tiến bộ. Thực tế, mục tiêu này đã thất bại hoàn toàn. Khi mà ông Nguyễn Phú Trọng làm Tổng Bí thư, ông lại muốn dùng đức trị để xây dựng quyền lực. Khẩu hiệu thì hô hào pháp trị, nhưng ước mơ lại dùng đức trị để mà trị dân. Đức trị là một học thuyết chính trị chủ trương điều hành chính sự bằng đạo đức, xuất hiện từ thời Tây Chu, rồi lại được Khổng Tử đúc kết và nâng lên thành học thuyết. Nguyễn Phú Trọng sử dụng các văn bản nội bộ của Đảng như Quy định số 41 năm 2021 và Quy định số 08 vào năm 2018 về đạo đức và trách nhiệm nêu gương trước khi đề cập đến pháp luật, pháp lý hay tòa án. Ông Trọng muốn xây dựng một bộ khung đức trị cho chính quyền này, nhưng rồi đến chết ông vẫn không thành công được. Ngược lại đã thất bại thảm hại. Chưa bao giờ ngành tòa án của Việt Nam lại bóp méo luật pháp và ra phán quyết tùy tiện như lúc này. Mặc dù ông Trọng luật hóa đức trị trong đảng, nhưng rồi đạo đức quan chức đã xuống cấp hết sức nghiêm trọng, từ xã, huyện, tỉnh cho đến trung ương. Hàng trăm, hàng ngàn quan chức bị lộ rõ ràng đều là những kẻ tham lam vô đạo đức. Chính bà Nguyễn Thị Doan khi còn là Phó Chủ tịch nước đã nhận xét rằng quan chức ăn của dân không chừa thứ gì. Sau cái chết của ông Nguyễn Phú Trọng, chẳng còn thấy bóng dáng đạo đức ở đâu, chỉ còn một cái nhà nước công an trị hà khắc do Tô Lâm cầm đầu. Ngay cả Tô Lâm cũng phơi bày sự vô đạo đức với hình ảnh há miệng đớp miếng thịt bò rát vàng, ngay vào lúc mà người dân Việt Nam trong cả nước đang phải vật lộn với đại dịch Covid-19. Hay việc ăn tiền của nhà nước mà thực chất là tiền của dân đến hàng ngàn tỷ đồng. Sau cái chết của Nguyễn Phú Trọng, chắc chắn bộ máy chính quyền sẽ mở hết công suất để mà thần thánh hóa ông ta. Bởi ông Trọng là một lãnh đạo hiếm hoi, có thể đánh lừa được nhiều người dân vì một con người cộng sản liêm khiết. Tô Lâm không thể xây dựng được hình ảnh thanh liêm như Nguyễn Phú Trọng, nên ông Tô cần phải thành thánh hóa người tiền nhiệm để nấp bóng ông Thánh mà tiếp tục trị dần. Cũng giống như Lê Duẩn, người đã tước sạch quyền lực của ông Hồ Chí Minh, nhưng lại xây dựng hình ảnh ông Hồ thành thánh để tiện bề cai trị người dân. Nhưng dù đảng có thần thánh hóa ông Trọng đi như thế nào chẳng nữa, thì thực tế hậu Nguyễn Phú Trọng cũng là thời kỳ rất đen tối. Đó là thời kỳ công an trị, cả trong dân lẫn trong đảng. Nếu không ông Trọng thì Việt Nam và Đảng Cộng sản Việt Nam sao lại có thể chìm sâu trong đêm tối như thế này được? Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo .de với bản tin Tham vọng của Tổng Trọng bị đổ vỡ, từ đức trị hóa thành công an trị. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo .de.